Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Anh Đa. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình Unlock của dự án Red Fan Code. Dự án này thì có pool giải thưởng là 4.000 đô giá trị token RFN. Trong đó thì sẽ có phần thưởng dành cho 95 người may mắn sẽ nhận được lên tới là 40 đô giá trị token RFL. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link thì dưới phần mô tả video. Sau đó thì các bạn sẽ kết nối Twitter chúng ta với nền tảng. Ta chọn thao tác ủy quyền ứng dụng. Rồi kế đó thì chúng ta sẽ đến với các bước nhiệm vụ. Trước tiên là follow kênh Twitter. Các bạn ấn vào vali xác nhận này. Rồi follow tiếp một kênh Twitter nữa. Vali xác nhận này. Retweet và test 3 người thì các bạn ấn nút retweet rồi retweet thẳng luôn, không cần phải test đâu. Rồi ấn vào nút vali. Lần lượt join vào các kênh Telegram, kênh thứ nhất này. Kênh thứ hai này. Join tiếp vào kênh Discord chúng ta mở ra này. Tiếp theo các bạn trở lại đây, các bạn ấn vào nút vari xác nhận này. Rồi mở website này. Mở website các bạn cần phải chờ đợi một tí rồi mới ra nhé. Mở thôi, không cần làm gì. Rồi địa chỉ ví BSC, các bạn dùng ví MetaMask hoặc ví ETH ở trên chất Crolit, chúng ta paste vào và nút submit. Bây giờ đây nhiệm vụ retweet và test thì các bạn làm thôi, đơn giản thôi, tôi chỉ retweet trực tiếp cho nhanh. Rồi chúng ta sẽ ấn vào nút vari xác nhận. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ với chương trình Unlock của dự án Red Fan Code. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.